tăng tết máy luôn anh em ơi. Kubota DC70G đời 19 nha. Con này hôm bữa có quay lên á, khá là chuẩn luôn á. Đó, tình trạng thì riêng 3 nha, động cơ bơm số, chân chải sắp xi nó còn khá liền luôn nè. Đây dàn thùng, nhà dắt thùng đây, cái thùng sau khá liền, lăn ghim hết toàn bộ. Đó, dàn chân sắp xi bên trong đây, chân này nó mới nó sơn nhẹ thôi. Đây ông chủ quán đang cho nè, anh mình ở huyện nào anh? Dân trẻ Cầm Bông. Ở Cầm Bông hả? Ở Đắk Lắk ha. Dạ, đi hồi nào xuống anh? Chiều qua 7 giờ. Chiều tối qua hả? 7 giờ là 7 giờ sáng tới đây. Đi đúng 12 tiếng hả? À, vô coi ưng ý con 19 này chưa? Mới đầu là gửi qua hình thôi ha. Dạ. Rồi đúng hình đúng máy không? Chính xác. Dạ, không có sai lệch ha. Rồi có cái bông nãy thì anh nói đổi lại bông inox á, thì em đổi lại cho. Còn muốn đổi bông gin thì em đổi luôn gin ha. Cái bông nó hơi mớp nhẹ. Nẹp bô cái gì? Thử khói coi. Đây giờ test khói cho bà con coi này nha. Đây chưa, động cơ này khá là chuẩn luôn, nó không có hơi thừa luôn. Đời 19 mà bà con nhìn cái con G quá liền luôn. Tem bể này là chủ cũ nó dán hay gì nè hả? Tem dán lâu rồi nè, chày chày rồi. Chân cẳng ở đây cũng vậy luôn em ơi, lăn zin hết toàn bộ. Ở trong thì mới lướt nước sơn khúc đầu này thôi, khúc sau rồi chưa ấy nữa nè, không biết nó chạy kiểu gì luôn. Thôi dở dở hàm lên quay cái hộp số cái gì. Đây cái hộp số, hộp số này coi, để quay cho bà con coi. Chưa tháo chưa mở gì hết nha nè. Động cơ đây sạch sẽ, thô ráo, không tương dầu, không tương nhớt ha. Rồi lượng băng tải khá sạch nè. Đây tới cái máu hàm chỗ này anh em nhìn là đủ hiểu cái máy rồi nè. Cái sơn nguyên bản nguyên xi của nó nè, em dội đèn pin tới đâu thì quay cho anh em coi tới đó luôn. Hàm thì đã lót rồi nha anh em, chót hàm khá là chuẩn. Chung xe này anh trai mua hạ bồn, hơi tiếc cái là hạ bồn, cái bồn zin này còn khá là đẹp nhưng mà vẫn hạ. Con cuốn này thì nó hơi mất nhẹ chỗ này nè, nên là anh trai không chịu. Bây giờ là thích đổi lại một cái bông khác ha. Đây, rồi ok. Cảm ơn mấy anh em ở Đắk Lắk đã vào ủng hộ nha. Hiện tại thì máy 70 bên em còn khá là nhiều xe với rất là nhiều giá khác nhau, có tầm từ 230, 240 và rẻ nhất bữa nay nha. Giờ dài lên 26, 27, 28, 300, 300 mấy vẫn có. Và còn muốn máy lướt tầm hơn 400 cũng có cho anh em mình nha. DC93 còn một cây bên này, 105 còn hai cây, 60 còn hai cây. Anh em mình quan tâm con nào thì cứ liên hệ. 62 con bên em cũng còn liên lạc lắm ha. Gin 2, gin 3 có đủ cho anh em mình ha. Hộp số muốn kiểm tra thì kiểm, không kiểm thì thôi nha. Đó. DC60 nè, anh em nhìn thì đủ hiểu ha. Hôm bữa có lên video cho con này. Hiện tại thì bên em bảo dưỡng máy còn rất là nhiều. Đó, cho nên thời gian thì cũng từ 3 ngày. 3 ngày để làm hoàn thiện một con cho giống như máy bên đây ha. Rồi cảm ơn anh em mình đã theo dõi video.